kê. Rồi, đến chỗ đi, đem đồ ra. Sao còn hai cái máng máng em return hả? Giống cái sách đó đó. Nó nói là để đóng em đây đó. Em thấy còn em còn để trong đó đó. Để trong đó là tại vì tôi chưa có làm tới. Bây giờ bởi giờ mới kêu anh ra làm, ta làm cái này còn nó cái đó là để máng lên đó. Ok. Quá xin đi một lúc dài. No problem.
Đến nó trong cái này nghe không? Nhưng mà em thấy em mở cái đó ra một con tại cái tình huống đây tại vì đang trung nó dở vậy thôi chiều nào chiều này hả tại vì trung đó nó chưa có kinh nghiệm dặn kiếm cái cục trong cái đó. Rồi thấy rồi, xong rồi lấy ra đi. Ủa bò này quên thóp cái gì? Trời.
tiếp đây. Em lấy mà anh cho tôi giúp nha, kia cái lát sạch cho tôi giúp. Cái nào cũng được ra, cái này cái đầu mình không lát là được. Để được trả lại. Cầm tưới vậy đó hả? Tưới vậy nó đỡ hao nước hơn mà nó thấm. Thì nước xuống cái kia nó cho cái mé cây bên kia cái gì đâu mà sợ. Chừng nào phớm bên anh đi rồi anh bắt đầu làm mình hình nước cho em cái. Rồi xong rồi đó. Ủa là chính đắp vậy cái gì? Như cái rộp lên mà nó tiêu
nước đó nó connect được cái thằng này nè. Đây đây. Xong rồi cái này cho cái đường dài để con đó ở đây mới nhả ra. Ở đây cái chỗ này nhả đây. Ở cái này để vòng tròn vậy nè. Để vòng tròn vậy, vòng tròn, vòng tròn. Ok. 9 in hoặc là 12 in vòng tròn, vòng tròn. Thì đó thì nó sẽ nhiễu pop 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 một cái. Đúng rồi. Cái này để làm cái thùng. Nói em để một cái cây nằm dưới của cái đó. Không có để một cái cây nằm dưới được, người ta đã làm người ta theo design của nó mà cứ đồ đồ cái cây để nằm dưới nên nó đâu có ấy. Bởi vì vậy thôi thì design nhưng mà nằm dưới cái đó thì để nước ở trên nó chảy xuống cái cây dưới. Ý gì thời đó cái đó. Symbol cái đó là symbol. Anh nói cái đó cái đó cho nó sao. Để cây trên tưới nước. Oh, my phone, I forgot. Cái tưới đất ứ gì? Tưới là tưới luôn. Cái xăng luôn. Rồi, rồi, trở lại. Tiêu phỏ nó, ok, nó chết. Lúc coi người đẹp tứ quá đời. Vậy nên ta mua cái bình mà bữa hôm 2 đồng 3 đồng gì ở trong đấy để xong em lấy nước trong chăm mày sướng không ha. Nhưng mà anyway vô nông nít tôi chăm lúc kết. Vậy mua gạch thêm nữa hả? Không. Vậy hả? Mấy bên kia không có kê lên hả? Chỉ có cái này kê thôi. Cũng được. Nice. Cũng là cái cây này đẹp hơn cái cây đằng kia. Bắt đầu nó ra bông. Cái này giống ở nhà quê không? Yeah, it looks like a countryside. Countryside, the water like that. Good. I'm hungry already. Not good. Rồi để anh tưới cho em ơi. Tưới xì cho em. Tưới cái kiểu đó đó. Một cái nửa bên à. Tưới nhẹ một nửa bên thì khô rang à, cây chết hết trơn à. Ok. Rồi còn không á thì gần một cái thì sủng nước trong đó, còn cái thì không có nước. Ok. Rồi em tưới ai du ở lý quá đơ cấp vào đây thôi. Bữa nay đu rồi. Chí tâm. I will water for you 3 days a week, okay? That's good. Cái này
You know how to fold that? Now put that one away. Okay, have a good one. And welcome to my garden day. Welcome to the garden. That's good. You didn't want from inside the house. We look through out there. Okay. Look through there, that's nice.